ngôi việt.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Một bước đi sai, ta liền lên bảng thôi chứ biết làm thế nào anh em ơi. Chơi game mà lúc bụi, mà còn chơi lúc bụi tập thể thì thứ gì chị nổi. Ở cái demo 1 thì mỗi đứa một bãi nước bọt là mô Việt bốc hơi rồi. Lại còn cầm cái Amela giảng viên tình ái tình yêu thế này. Đấy, bị mê là phải rồi anh em ơi. Ai bảo là xinh gái nhất team cơ. Ok, ngày hôm nay thì Mô Việt trải nghiệm cái trang phục mới của Ena, giảng viên tình ái. Ena có rất nhiều trang phục trong sổ sứ mệnh. Có rất nhiều trang phục trong sổ sứ mệnh nha. Mà hiện tại thì mình cũng quên tên mất tiêu rồi. Anh em nào nhớ tên thì nhớ comment bên dưới. Thôi đi trả thù rồi. Nào có lúc bụi nha. Rồi lên đây, lên hay. Múa, rồi. Đúng lúc mình leo 4 là mình được múa anh em ơi. Ngon ngay, lên luôn kiểu AD nè. Trời ơi, level cấp nhất hội lại còn đứng cân cả team cơ. Khó hiểu, mà cũng khó hiểu thực sự nha. Không hiểu tại sao là không dí mình thôi. Ba đứa chạy thẳng xuống cái lên tà thần để dí Ena. Chẳng biết có làm gì các bạn ấy không, mà thù nhau dã man luôn. Chơi đanh mà anh em ơi, bị thù như vậy thì sẽ rất là khó chơi. Mà thôi, giảng viên mà anh em ơi, giảng viên là phải để cho học viên thấy là mình là giảng viên đó, và phải để cho học viên thấy là mình nói đúng. Giảng viên cô giáo lúc nào cũng đúng anh em ơi. Đấy, hai cô giáo kết hợp với nhau thì chịu làm sao nổi bà ơi. Tả tim cái combo cái không kịp ngáp luôn. Hiện tại thì khả năng sốc đam của Ena thì nó yếu hơn trước. Yếu hơn trước nha anh em ơi. Anh em nào muốn chơi sốc đam thì các bạn chơi kiểu đồ nhiều đồ đam, những cái thư xuyên phá, thì khả năng sốc đam của anh em sẽ tốt hơn. Đấy, trang bị ngày hôm nay là mình chơi kiểu sốc đam nha. Thì mới sướng anh em ơi. Ơ kìa. Trời ơi, mỡ dâng tận mõm mèo thì không sơi không đớp thì hơi phí đúng không? Tốc biến, wow, nó kỳ vậy. Bạn ấy đứng im rất là sâu ở trong. Nhưng mà, ôi, chơi cần gì phải đổi mạng thế mà ăn? Đâu cần phải đổi mạng như thế. Trời, một xíu nữa thôi. Vội quá trời luôn. Sổ sứ mệnh mùa 26 là các bạn sẽ có trang phục của Ena Murad. Mùa 27 thì các bạn có cặp đôi hacker, CEO hacker, tin tặc Murad với Capri. Cộng với là cấp 1 thì anh em sẽ được trang phục của Sephira. Hình như là thần thoại Hy Lạp đấy anh em ơi. À không, cung gì trong cái thần thoại Hy Lạp. Quên mất tiêu rồi. Anh em làm nhớ thì cũng comment nha. Nhiều khi là cũng nhiều thứ quá quên. Anh em thông cảm với Mô Việt. Ok. À, để lấy được trụ rồi thì đổi lên cho mình ngon quá. Mà trận này thì mình có là SP là Lataria. Cũng khá là ngon anh em ơi, chứ không phải Lataria là không phải là SP không được đâu. Nếu các bạn có kỹ năng tốt mà chơi Lataria SP nó có khi còn lợi hơn được chơi Richter ấy. Mặc dù Richter là rất là mạnh nhưng mà làm sao mà dí được bên Lataria. Đúng không? Dính chiêu hai cái thôi. Khỏi làm gì luôn. Ena thì thực ra là con tướng có kỹ năng khó chơi. Nhưng mà bây giờ dù các bạn biết chơi rồi nhưng mà không đạt đủ cái độ nhanh thì Ena cũng không phát huy được sức mạnh. Bây giờ Ena là phải vừa nhanh vừa chuẩn nha. Đó. Múa thật nhanh vào. Đây là chất tướng là chúng ta có thể múa được. Vì nếu anh em sử dụng linh hoạt kỹ năng rồi đổi vũ khí chuẩn xác ý, thì thực sự ý, nó vẫn rất lợi hại với cái phong cách chơi lớp bụi.
lớp bụi rất là tốt nha anh em ơi. Rồi dính chiêu, ok, ấy chiêu một luôn. Ở những cái pha này anh em không nên múa tứ nguyệt trảm nha. Đứng trong trụ team bạn mà múa tứ nguyệt trảm thì khác gì để cho trụ nó bắn sắp bạn luôn. Đủ đam rồi thì chơi chiêu một thôi. Còn cái combo của Ena thì thực ra là nó vẫn như cũ rồi. Đầu tiên thì các bạn nước cái chiêu 1 lên. Mà lướt chiêu 1 đầu tiên phải trúng mục tiêu nha. Đấy, sau anh em ném cái chiêu 2. Nó tiếp tục lướt cái chiêu 1 lên làm sao mà kích hoạt được câm lặng tướng địch được. Đấy, sau anh em đổi vũ khí. Đổi vũ khí xong anh em bật cái chiêu 2 của tướng cái chảm. Nhớ là khi bật cái chiêu 2 anh em tốt nhất là đứng sát tướng địch thì các bạn bật chiêu 2 thì mới tướng cái chảm chuẩn xác được. Rồi. Sau đó thì anh em dùng cái chiêu 1 tụ 2 phát. Trước khi tướng địch rút khỏi cái chiêu 1, tầm phạm vi của chiêu 1 thì các bạn lên nhặt chiêu ra để phò cho cái đam thì mới có tác dụng. Ngoài ra thì khi các bạn chuyển vũ khí thì cũng nhớ là kết hợp đánh thường. Bởi vì anh em có nhớ là những cái đòn kỹ năng mà sau khi dùng kỹ năng anh em đánh thường là anh em được lợi một đòn không? Cái này là một chất tướng như vậy. Trong tốc chiến thì gọi là cái đòn gì nhỉ? Quên mất tên rồi. À hiện tại thì shopmoviet.vn của mình cũng đã có nick tốc chiến rồi. Cũng khá nhiều nick. Anh em nào muốn trải nghiệm game tốc chiến và muốn thử chơi game tốc chiến thì cũng có thể lên shopmoviet.vn của mình ủng hộ nha. Và nick liên quân thì lúc nào cũng nhiều. Giá cũng rẻ rồi. Đấy, anh em mua mà lỡ may ý, nó cũng hiếm thôi. Gặp phải là mua nick lỗi. Nick đã có cài đặt số điện thoại email rồi thì các bạn có thể liên hệ fanpage của shop để được hỗ trợ bồi hoàn. Lúc đầu đi 1-0 hay 0-1, bây giờ anh em ơi 8 mạng rồi đã thần thánh ngay. Đi ngang qua đây này, trời ơi, tính chơi mình nhưng mà bạn ấy không dám chơi. Mình muốn chơi lắm nhưng bạn ấy không muốn chơi. Mà Batman mà không đi ganh được cái này thì thôi phế chứ làm cái gì được nữa. Con tướng Batman là con tướng nó kiểu là mạnh đầu game. Mà đầu game không làm được cái gì thì cuối game sẽ cực kỳ phế. Anh trận đấu này xác định rồi anh em ơi. Khi mà Morden bây giờ xanh, Veda cũng xanh. Mà Ela thì cũng xanh lốt. Thành ra là thôi đẩy đi anh em ơi. Win ngay. Trời ơi, thì mình cũng có máu, có tanker đâu. Và Batman không được chơi game. Đấy, có mạng. Thơm ngay anh em ơi. Mà cũng rất là hên nha. Cái pha vừa rồi nè, là cái bạn Victor không dí mình. Nếu mà dí mình thì mình chắc là cũng chết rồi đấy. Chơi game mà muốn giữ được mạng thì phải có cái độ hên anh em ơi. Thế là cái đánh cầu thủ đầu mùa. Mà bây giờ mình thấy đánh cầu thủ nó dễ quá. Có khi là đánh tinh anh còn khó chơi hơn đánh cao thủ anh em ơi. Đấy, ok lên luôn anh em ơi. Thế thế nào. Bây giờ mình cái đồ này của mình đã sốc đam thì cũng là một combo chết một mạng rồi. Mà đánh đồ kiểu này thì anh em có đồ kiểu đồ semi đánh rất là sướng. Đầu đam, đam đầu game đủ để sốc đam thôi. Còn nút cuối game ý, em phải có đối thủ thì nó mới khỏe được. Thành ra là anh em có thể chơi giống Mobile Việt là lên hai cái đồ cấp 2, giáp hiệu sĩ và cái đai kháng phép nha. Nếu mà cuối game anh em thích chơi full dam thì full đồ rồi anh em bán đi, bán cái đồ cấp 2 đi. Đấy thì nó rất là lợi. Có huân chương tròi rồi thôi, cứ bất tử anh em ơi. Bên với cả Predata bắn không mất máu rồi. Ba mẹ không dám ra. Trời ơi, không dám ra thì thôi rồi. Đấy, hết trụ rồi, end game thôi anh em ơi.
Tập này Moren khỏe lắm. Phút thứ 11 này Moren rất là khỏe. Nhưng mà cái quả vừa rồi là Moren hình như đứng hơi cao. Không cần được. Đấy, không cần dừng nha anh em ơi. Bộ ba chị em là thôi rồi. Kiến tim bạn ở trong nhà vẫn chết. Quá ghê đó là Lataria SP. Ủa Lataria còn lên cả huấn chương choi á. Ok, và video clip mô Việt trời Ena giảng viên tình ái đến đây hết rồi. Trang phục thì cũng khá đẹp và là cấp 20 sổ sứ mệnh mùa 26. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.